Hello, chào hết tất cả anh em nha. Mình lên tiếp đồ nghề nha anh em. Đồ nghề mình còn nhiều quá. Ba bao chủ nhật là ngày mai mình mới xả nha anh em. Mình còn ba bao nữa là đồ nghề là ngày mai chủ nhật là bắt đầu mình xả hàng nha anh em. Thì chắc ngày mai là mình không lên được video cho anh em chốt hàng. Cái đó là mình đoán thôi nha. Nhưng mà biết đâu mình rảnh mình khỏe thì mình sẽ lên nha anh em. Mình cố gắng hết cỡ nha. Thì nói chung ngày mai ngày xả hàng là bận rộn lắm anh em. Xếp hàng rồi coi khách lựa đồ đủ thứ nha anh em. Đấy. Thì nói chung là nó nhiều việc, ngày mai là ngày nhiều việc, sợ mình không có đủ thời gian để mà mình lên video cho anh em nha. Thì đầu video thì mình cũng nói với anh em là anh em chốt hàng bên mình á, anh em cũ rồi thì bỏ qua nha. Anh em đã lấy hàng bên mình rồi thì biết rồi thì bỏ qua. Mấy anh em mà mới vào kênh mình mua hàng bên kênh của mình á, bên shop mình á, thì anh em lưu ý cho mình nha. Hàng mình là không ship code. Đấy. Gửi hàng đến nơi mà anh em nhận tiền, nhận hàng trả tiền thì mình không đi hàng được nha anh em. Anh em chuyển khoản đủ mình bao ship, cọc mình không bao ship nha anh em. Anh em chốt hàng thì anh em kết bạn số Zalo mình để ở dưới tiêu đề á. Anh em kết bạn vào, rồi anh em chốt mã nào là anh em nhắn tin cái số đó cho mình. Đấy, là chốt mã số mấy đấy, là mình sẽ trả lời muộn lắm là 5 phút nha anh em. Đấy, rồi trong cái khi anh em chốt hàng á, thì anh em hạn chế cái gọi điện nha, đừng có gọi điện nhiều, vì nhiều lúc á nhiều người gọi quá mình nghe không nghe kịp, thì không nghe kịp anh em bảo sao là không nghe máy, đó là đâm ra là nó là dở. Anh em cứ nhắn tin qua kết bạn Zalo, nhắn tin qua cho mình bên Zalo là mình sẽ trả lời hết nha anh em. Đấy, và có nhiều anh em là bình luận nhắn tin vào Zalo cho mình chứ sao lại phải là chuyển tiền, cọc tiền hoặc là chuyển tiền hoặc là cọc tiền để mà mới đi đơn. Thì mình cũng nói rõ nha, nhiều anh em ảnh nói là nếu mà như vậy thì có nhiều người muốn mua nhưng mua không được vì không có tài khoản. Nhưng mà anh em phải chấp nhận nha, mình cũng thế, mình cũng muốn bán lắm chứ, nhưng mà không được anh em à. Mình đã bị bom hàng nhiều, nhiều người người ta không có coi hàng của mình luôn, nhưng mà người ta không nhận hàng anh em à, người ta không kiểm tra hàng luôn nha. Đấy, khi shipper gọi là nói một cuộc là cúp máy luôn, không bao giờ gọi được luôn nha anh em. Khi mà mình gọi lại á là ông bảo là ông mắc nhậu, làm sao ông nhận được, ông bảo ông đang đi làm làm sao ông nhận được. Thì ví dụ như nếu nói đơn giản thôi, ví dụ mình hẹn lại bây giờ anh không có ở nhà, thôi anh hẹn chiều anh lấy hay sáng mai anh lấy, đúng không, thì nó đơn giản. Nhưng cái đây là ông không nhận luôn nha anh em. Đấy, rất là nhiều người luôn mình bị bom hàng. Thành ra là mình cũng nói rõ anh em là từ cái cũng do anh em thôi chứ không phải do mình. Ngày trước mình bán mình đâu có cần cọc, đâu có cần phải là chuyển khoản này kia nọ, nó đơn giản. Đấy. Nhưng mà do anh em cứ để bom hàng. Đấy. Cứ bom hàng, mình không thèm coi hàng luôn. Thì mình chịu thôi. Bây giờ mình cứ bán như vậy. Anh em có tài khoản thì chuyển, không có, không có mấy kết bạn Zalo thì nhờ con cái hay là nhờ bạn bè kết bạn Zalo vào. Rồi chốt mã đó thì kết bạn rồi mình gửi số tài khoản cho chuyển cho mình, chuyển cọc thì mình không bao ship, mà chuyển đủ thì mình bao ship anh em. Còn mình cũng nói đầu video thì mình cũng nói luôn mấy anh em này, mấy anh em đã đặt hàng bên mình thì anh em sẽ nhận được hàng nha. Cái đó là mình nói rõ ràng trên video nha. Anh em đã đặt hàng bên mình, đã chuyển tiền cho mình thì hàng anh em sẽ nhận được. Và đồng thời nếu hàng đó bị trục trặc, mình sẽ tự giác điện cho anh em và mình báo lô hàng đó có vấn đề, mình sẽ gửi lại tiền cho anh em nha. Anh em không sợ mất một đồng, một ngàn, một cách của anh em, không sợ mất nha anh em. Đấy. Và đồng là mình nói luôn trên cái video, bất kể cả video nào mình cũng nói hết. Đấy. Thì anh em đặt hàng ngày nào là mình chuyển hàng đi ngày đó luôn cho anh em nha, chứ mình không có giữ lại bãi mình nha. Ngày nào mình lên video đó cho anh em mình cũng quay hết bãi mình, làm gì có giữ cái đơn nào cho anh em. Mình cứ gói xong mình đưa ra đằng trước, shipper tự đưa hàng đi. Đấy. Còn cái thời gian nó chậm thì 3 đến 5 ngày là thường thường nó sẽ đến. Còn nếu chậm thì 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày gì đó là cao nhất nha anh em. Đấy. Thì anh em phải thông cảm cái đó. Cái đó là do bên nhà vận chuyển chứ không phải do bên mình nha anh em. Đấy. Rồi khi anh em chốt hàng ấy, thì anh em phải có sự quyết đoán. Anh em quyết định chốt hàng thì anh em chốt cái mã đó là mình chuyển luôn. Chuyển cho em lên đơn kịp lúc luôn để hàng nó đi càng sớm càng tốt anh em. Đấy. Có người chốt hôm nay bảo là sáng mai chuyển tiền, mình cũng ghi nhận được chứ không phải là không. Có rất là nhiều anh nói sáng nay chuyển là sáng nay anh sẽ chuyển cho mình. Đấy, rồi anh chuyển xong là một là anh gọi cho mình, hai nữa là anh sẽ gửi cái hình chuyển thành công nó qua Zalo cho mình, là mình kiểm tra là mình nhận được rồi, là mình báo lại cho anh là mình nhận được tiền rồi.
Còn có nhiều anh hả? Anh nói mai chuyển. Cái mai to tí te luôn anh em, không bao giờ gọi được luôn nha. Đấy, là cái mã đó người ta muốn mua nữa mình bán không được anh em à. Anh em hiểu cái đó cho mình. Mình bán hàng, mình muốn bán một cái mã, mình kiếm một đồng tiền, mình đã hạ giá rẻ rồi để anh em mua vừa phải vừa ý người dân của mình để mua. Đấy, vừa túi tiền, mình hạ giá sát rồi. Mà chơi mình là nói ngày mai chuyển, ngày mai là không chuyển là mình bán mã đó không được luôn. Thì anh em thấy nó vấn đề đó như thế nào? Đấy, anh em nghiên cứu cho mình với nha. Đấy, mình cảm ơn tất cả mọi người, tất cả anh em đã ủng hộ kênh của mình ngày trước giờ nha. Đã like và chia sẻ kênh của mình. Thì những anh em mà đam mê cái nghề này mà không có điều kiện hoặc là không có thể mở được, không có mặt bằng để mở được cái nghề này, thì anh em đăng ký kênh và like, chia sẻ, và đi làm về mệt mỏi thì mình xem tivi cho nó vui, hoặc là mình đang bán hàng tạp hóa hay hàng này kia gán nọ mà anh em đam mê cái hàng này thì anh em mở video lên xem cho vui, giải trí. Đấy, để cái sở thích của mình nó như vậy thì anh em khi mở xem không cần anh em phải chốt hàng, anh em mở xem cho vui thì anh em đăng ký kênh, like, chia sẻ cho mình là mình rất là vui rồi. Còn những anh em lấy hàng bên mình là mình rất cảm ơn ngày trước giờ đã ủng hộ kênh của mình và lấy hàng, mua hàng bên mình nha anh em. Mình là cửa hàng mình là nằm tại 697 đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Đấy. Rồi, hôm nay mình bây giờ mình vào đề luôn nha, mình lên tiếp tục đồ nghề nha anh em. Mã này là mã đầu tiên, là mã số 1 nha anh em. Đấy. Mã số 1 ngày mã 350k nha anh em. Đấy, đây là một cái cần lực. Đấy. Cái cần lực nha anh em. Đấy, cần lực. Đây. Đấy. Đây là một cần lực nha anh em. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây là của Nhật đàng hoàng nha anh em. Medal in Japan đàng hoàng nha anh em. Đây là có chữ Medal in Japan. Đây là một cái cần lực của Nhật đàng hoàng nha anh em. Nếu mà nằm ở ngoài thị trường, cái cần lực này nó bán tầm khoảng cỡ 600 ngàn anh em à. Đấy, là của Japan nha, đúng hàng Nhật nha. Còn mình đây mình bán cả combo như thế này mà có 350k thôi. Đấy, một cần tiếp đầu 1/2 nha anh em. Đó, bi nó là ra vào ok nha. Đây, cần tiếp đây nữa. Đây, mình xếp ra cho anh em này. Đây, đầu 1/2 nha. Đây cũng đầu 1/2 nha anh em. Đó. Đây. Đó. Rồi. Một cái cần lực và một cái cà lê đảo chiều. Đấy, đảo chiều hoạt động bình thường nha anh em. Hoạt động bình thường luôn. Đây. Đó. Rồi, một cái cần tiếp. Đấy, đây, xoay ok luôn nha. Đó. Rồi, một cái tô vít. Đấy, thay đầu ok luôn nha. Đấy. Rồi, một cái cần tiếp. Hàng nối cái ống này vào nha anh em. Hoạt động bình thường nha anh em. Đây là vẫn hoạt động bình thường nha. Rồi, một cái cần tiếp đây nữa. Đó. Rồi, một cái cà lê đảo chiều. Đó. Cà lê này cà lê lực nha anh em. Cà lê lực nha, nó có cần lực nha. Đấy, đây, cần lực đây. Có nút điều chỉnh trong đây nha anh em. Đó. Rồi, mã này mã số 1 đầu tiên luôn nha anh em. 350k. Nhìn. Rồi, mình vào mã số 2 nha anh em. Mã này là 420k nha. 420k cho mã này nha anh em. Là gồm có gì? Một cái cần tiếp. Và tiếp này là tiếp 19 nha. Một cái tiếp 19. Đấy. Đầu lúc lách nha anh em. Ở đầu lúc lách đây, cần chữ thập nha. Đầu lúc lách. Có chữ gia ban đàng hoàng nha anh em. Đấy. Đây, 19mm nha. 8/4 nha. Có chữ gia ban đàng hoàng nha anh em. Đây là của Nhật đàng hoàng nha, một cái này. Một cần tiếp. Đầu 1/2 nha. Đó, nó có bi hai đầu, không rút ra được nha anh em. Đó. Rồi, là hai cái nha. Một cái cần đảo chiều 1/2, nhưng cái này là anh em về bỏ dầu rồi gõ vệ sinh cho nó trơn tru nha anh em. Hiện tại nó đang cứng nha. Mình lấy ra trong bãi sau mình bán vậy thôi. Mình chỉ bỏ qua sau, mình lấy ra bãi xong rồi mình bỏ dầu, mình bỏ dầu vào cho nó đỡ rỉ sét nha anh em. Là mình chưa có vệ sinh, mình bỏ dầu vào thôi. Là cái nào nó chạy được là nó chạy, mà nó không chạy được anh em về vệ sinh lại nha. Như cái này nè, là nó cứng nha. Nó không có gãy bể cái nào hết nha. Nhưng mà nó đang cứng, đầu 1/2 nha, đảo chiều nha anh em. Anh em về gõ là nó sẽ chạy nha. Đấy, rồi. Cái này là chạy nha, mà bị mất một bên miếng nhựa nha anh em. Nhưng không ảnh hưởng gì nha. Đây,
đó mình đảo lại nè, đây đó mình chạy dàn qua chạy nè, rồi mình dàn lại nè, đây đó, ok nha anh em, đó hoạt động bình thường hết nha anh em, đó rồi hai cái đây chạy bình thường hết nha anh em, ba đó. Đó, ok nha anh em. Tất cả là chạy ok hết nha anh em. Đây. Ok nha anh em, chạy hoạt động bình thường hết nha anh em. Đây, cái đây là nó bị cắt mất rồi anh em à. Ở đây nó bị cắt rồi nha. Nhưng mà nó hoạt động bình thường nha anh em. Đảo chiều này. Đó. Hoạt động bình thường nha anh em, hoạt động bình thường hết mà nó bị cắt cái cán. Rồi, và một cái đây nữa. Rồi. Là tổng cộng là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cái nha anh em. 12 cái. 420k thì tính ra có 30 mấy ngàn một cái thôi anh em. Có 30 mấy ngàn một cái còn tiếp như vậy thôi. Đấy, anh em thấy quá rẻ rồi. Còn tiếp mà 30 mấy ngàn một cái. Trong này có nhỏ có lớn, mình tính trung bình ba mấy ngàn cái nha anh em. Đó. Rồi, 420k anh em, chuyển đủ mình bao ship nha, mã số 2. Rồi mình lên mã số 3 là kìm cốt nha anh em. Kìm cốt và đây, đây là nó quấn bên keo nha, có sao mình để vậy luôn nha, không phải bị gãy nha, bên đây còn cán nha. Bên đây là nó quấn bên keo nha. Đây. Kìm rất là đẹp nha, mình bóp vào, mình rút ra nha anh em. Đó, kìm rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Có chữ Nhật đồ ở đây luôn nha anh em. Một cái nè. Ở đây. Bóp vào, rút ra. Đấy. Kìm cốt luôn nha anh em. Đó. Rút ra. Đó. Rồi, một cái kìm. Cái đây là bấm cốt hay bấm gì đây mình không biết luôn. Đó. Rồi. Một cái. Sanki. Đấy. Hàng Nhật đàng hoàng nha anh em. Đó. Kìm mỏ quạ. Miệng răng rất là đẹp luôn anh em. Răng rất là đẹp luôn nha. Cái này răng tuyệt đối luôn nha anh em. Rồi, mã này 190k, mã số 3 nha anh em. 190k cho mã số 3. Không lên tiếp đâu. Khỏi lựa. Rồi, mình lên cho anh em là mã số 4 nha. Đây là mình lấy ra sao mình để ý vậy nha. Mình chưa có vệ sinh nha anh em. Anh em lưu ý nha. Mình chưa có hàng này, mình chưa vệ sinh. Nhưng mà mình đã ngâm dầu rồi nha. Mình ngâm dầu cho nó thấm vào để anh em về vệ sinh cho nó dễ. Đây, đây là dòng kìm tương đối lớn nha. Kìm cắt nha anh em, kìm cắt. Đây là kìm cắt nha anh em. Đó, anh em lưu ý mình nói trên video nha. Đây là hàng tương đối lớn nha anh em. Đấy, dòng hàng này là tương đối lớn. Thì nó thuộc về hàng lớn nha anh em, chứ không phải là hàng nhỏ đâu nha. Đấy, là 10 cái này là 290k nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ cho anh em xem từng cái luôn nha. Đây, miệng anh em thấy rất là đẹp luôn nha. Đó, một cái này. Hai. Hai cái này. Đây có lỗ tuốt dây điện luôn anh em. Ba cái này. Bốn cái này. Đấy. Năm cái này. Đó. Sáu cái này. Bảy cái này. Đây có lỗ tuốt dây điện luôn nha anh em. Đó, tám cái này. Anh em thấy đẹp không? Này, mình bóp lại này. Khích luôn anh em. Đó, 9 cái này. Đó, quá đẹp anh em. 10 cái. Cái này có hai lỗ tuốt dây điện nha anh em. Hai lỗ. Đấy, 10 cái này là size tương đối lớn nha anh em, tương đối thôi chứ không phải xe đại đâu. Đấy. Rồi, 10 cái này là mã số 4, 290k nha anh em, 290k. Kìm cắt đẹp nha anh em. Nói chung là có cái nó cũng cứng nha, có cái nó mềm nha anh em. Đó, mình đã ngâm dầu sơ rồi. Anh em về ngâm dầu lại nữa là ok nha. Rồi, mã này là mã hàng kìm nhọn, nó kìm cắt đồ nó trong đây nha anh em. Và kìm phe nha, kìm mở phe nha. Đây, nó như thế nào thì mình sẽ nói rõ trên video cho anh em xem luôn nha. Đây có hai cái kìm kiểu này, ba cái kiểu này. Đó, để mình xếp cho anh em. Đây là kìm phe, ba cái phe này. Nó có cái nó hơi cứng nha anh em.
Đấy, anh em về là kiểm tra lại rồi vệ sinh lại nha. Miệng thì mình chọn là tương đối đẹp hết nha anh em, tương đối đẹp hết. Đó. Đó. Rồi, trong này là có 4 cái kìm phe nha anh em, 1 2 3 4. Nhưng mà phe á, kìm phe á là nó không được còn hoàn hảo nha anh em, nó vẫn còn có răng. Nó vẫn còn có nhưng mà nó không được hoàn hảo giống như là cái mới đâu nha anh em. Đó, như cái đây thì nó gãy mất một cái mũi nhọn. Đó, anh em về khắc phục lại. Cái đây á thì còn một cặp đầy đủ. Đó. Cái đây á thì mình thấy á, là nó cũng còn một cặp đầy đủ nhưng không biết là ở đây là mình mở khoe ngoài nha. Cái đây là mở khoe ngoài. Đấy. Còn như cái này là mình mở khoe trong. Cái này là mở khoe trong luôn. Cái này cũng mở khoe, cái này mở khoe ngoài. Đó là hai cái ngoài, hai cái trong nha anh em. Và hai cái kìm dưới đây. Đấy, còn kìm đây á, thì tương đối là đẹp hết anh em nha. Đó, tương đối là đẹp hết. Nói chung là mình đã lựa ra là tương đối đẹp hết nha anh em. Anh em có cái nó cứng anh em về cho dầu vào để vệ sinh nha. Thì tổng cộng ở đây là 20 cái. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 cái. Và 19 cái anh em. Tổng cộng là 19 cái. 19 cái nha anh em. Rồi, đưa anh một cái kìm nữa. Cái kìm cắt á. Rồi. Đây anh em. Bỏ cho đủ 20 cái nha anh em. Cái này là size tương đối lớn nha. Ngàm đẹp luôn nha anh em. Rồi, 20 cái này. Mã này là 290k, là mã số 5 nha anh em. Mã số 5 nha anh em, nhớ lưu ý mã số 5 290k cho 20 cái kìm, trong đó có 4 cái kìm mở phe, 2 mở trong, 2 mở ngoài nha. Đó. 290k thì tính ra là cho nó 300 đi. Chưa tới 15.000 anh em ạ. Chưa tới mình bao ship nữa thì còn có 10.000 cái thôi. Mình bao ship nữa thì còn có 10.000 cái với mấy anh em. Đây mình lên những cái kìm cạp nha anh em. Đây là kìm cạp. Mà cạp cái gì thì mình không biết. Nhưng mà mình chọn những cái rất là đẹp luôn nha anh em. Kìm cạp nhưng mà cạp cái gì thì mình không biết. Nhưng mà mình chọn rất là đẹp luôn. Cái mã này là kìm cạp này là rất là đẹp luôn nha anh em. Bốn, sáu, tám, mười, mười một cái. Đây anh em nè. Đó, anh em thấy kìm cạp không? Rất là đẹp luôn nha. Cái này là nhỏ nhất nha anh em. Cái này nhỏ nhất. Mình cho anh em xem từng cái một luôn nha. Xem từng cái một luôn nha anh em. Đây, cái đây. Anh em thấy không? Cái đây là giống như chưa xài luôn nè. Đó, giống như chưa xài luôn. Nó còn nước thép, nó chuyển qua là nó bị dính nước mưa, là nó dính sét vào thôi nha. Đây, cái này anh em thấy không? Giống như là chưa xài luôn. Đấy, còn cái nước thép nó ở còn trắng ở ngoài luôn anh em. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rất là khít. Đây, đây cũng vậy nè anh em. Đó, kìm cạp nha. À. Miệng rất là đẹp luôn nha anh em. Bấm vào rất là khít. Đó. Đây. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Cái nào cũng đẹp hết. Đây. Kìm cạp nha anh em. Còn cạp cái gì thì mình không biết. Đây. Đây. Giống như chưa xài đó anh em, nó còn cái nước thép trắng ở trên đây à. Mình chỉ đánh cáp ra là nó đẹp luôn á anh em. Cái này mà mình đánh cáp ra là mới đẹp luôn nha. Đây. Cái nào cũng không mẻ luôn nha anh em. Cái nào cũng không mẻ luôn. Đó. Rồi. Tổng cộng là 12 cái. 2 4 6 8 10 12 cái nha anh em. Tổng cộng là 12 cái. 12 cái này là 250 nha anh em, mã số 6 250k. Anh em thấy không? Mã số 6 250k nha. Rồi, ok. Rồi, mình lên tiếp là mã số 7 nha anh em. Mã số 7 nha. Là gồm có bao nhiêu cái kìm anh em. Đấy, anh em dồn trên màn hình là y như thế hết nha. Tất cả là mình chọn hàng tương đối đẹp rồi nha anh em. Anh em về, cái này mình đã nhúng dầu rồi.
để cho nó không reset nữa. Anh em về là đánh cáp lại rồi chà vệ sinh lại rồi cho nó nhẹ là sử dụng thôi nha anh em. Đó, đây là tất cả mã này là có 20 cái kìm nhọn nha anh em. Kìm nhọn size trung có, size lớn có, size vừa có nha. Đó, tất cả là mình chọn là ok rồi nha. Hàng đẹp rồi nha anh em. Hàng đẹp rồi. Đấy. Hàng này thì ok rồi. Đó, có cái có lò xo là nó bung luôn. Đấy. Đây, những cái này thì nó giống như chưa xài luôn, cái đầu này nó còn rất là trắng luôn anh em. Đây. Những cái này anh em thấy không? Đó. Đó, cái này thì còn phủ nước sơn bên ngoài nha. Đó, rất là khít luôn nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi mình đếm nha, 2 4 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đó, tổng cộng là 20 cái nha anh em. Mã số 7 290k cho 20 cái kìm nha. Rồi. Rồi, mình lên mã số 8 cho anh em nha. Mã số 8 là gồm có 4 cái mỏ lết 190k nha anh em. Trong này là có hàng này đã vệ sinh rồi nha anh em. Đã vệ sinh rồi nha. Thì hàng này là trong này là có một cái là size 300, một cái là size 350, một cái là size 300, một cái là 250, còn hai cái còn lại là size 200 nha. Tất cả là hoạt động hết rồi nha anh em. Đấy. Ba cái hoạt động, còn một cái đây là mình đã ngâm dầu rồi, nhưng anh em về bỏ dầu ngâm thêm rồi vệ sinh lại nha. Đó, miệng đồ rất là đẹp nha anh em, nhưng mà nó chưa chạy, anh em về cho chạy như cái đây nha. Còn mấy cái đây á thì tương đối là nhúc nhích rồi, như cái này á nhúc nhích rồi nha anh em. Đó, anh em về cho nó dầu vào, cái này còn rất là mới luôn nha anh em. Đó, còn cái này thì hoạt động rồi, cái này nó có dấu hiệu 3 chấm trên đây anh em. 3 chấm nha. Đó, 3 chấm luôn nè. Đó, bên này cũng 3 chấm này. Đấy, này là size 250 nha anh em. Đây, cái này là hoạt động rồi. Đấy. Miệng rất là khít luôn nha anh em, cái này á. Đó, ok. Cái này cũng thế, mấy cái lớn là mình vệ sinh cho anh em, để anh em lựa chọn, mà mua mấy cái nhỏ thì nó đơn giản, anh em về vệ sinh được. Cái lớn là anh em bỏ số tiền ra, nó quan trọng mình cố gắng mình vệ sinh cho anh em này. Đó, miệng rất là khít luôn nha. Đó, đây. Đó. Rồi, mở ra là ok luôn. Rồi. Mã này là mã số 8 190k nha anh em. Mã số 8 190k. Rồi, mình lên cho anh em là mã số 9 nha. Mã số 9 cũng giống như mã số 8 luôn nha anh em. Giống như mã số 8 luôn. Đó. Thì cái này 300, cái này 250, cái này là 200 nha, hai cái này. Thì mã này là hoạt động hết rồi anh em à. Đó, mã này là hoạt động hết rồi. Đó. Hoạt động đàng hoàng hết rồi. Để mình dặn vô cho nó fix ngàm cho anh em nha. Anh em về kiểm tra lại cho mình nha. Đấy. Tất cả là điều khít ngàm hết nha anh em. Đó. Đây. Cái này anh em về vệ sinh lại là xài ok luôn nha. Đó, rất là khít luôn nha anh em. Đây, không thấy được bên kia đâu nha. Đó, nó khít ngàm luôn. Đấy. Rồi. Đó, rồi 4 cái mã số 9 190k luôn nha anh em. Rồi, mình lên mã số 10 cho anh em nha. Mã số 10 là kìm cộng lực nha anh em. Rồi, mã số 10 350k cho 10 cái kìm cộng lực nha anh em. Cái này mình cũng ngâm dầu rồi. Mình chỉ lựa những cái mà cái miệng nó đẹp á. Cái miệng nó đẹp á cho anh em. Còn cái cứng á là về anh em phải vệ sinh nha. Cái nó mà nó cứng á là anh em phải về vệ sinh, như cái này nó mềm. Đó, còn cái cứng á như cái này nè. Đó, nó hơi nặng tay một tí, anh em về vệ sinh cho nó chạy trơn tru nha. Mình chỉ lựa cái miệng nó đẹp thôi nha anh em. Đó. Tất cả đây là miệng đẹp nha anh em nha. Đó. 10 cái nha anh em, tổng cộng 10 cái. Cái này. Đó, 10 cái nha anh em. Tổng cộng là 10 cái. Đó. Rồi. 2 4 6 8 11 cái lần hả? 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 cái lần anh em ơi. Mình bỏ ra một cái nha anh em. 15.000. Cái này ra. Rồi, 10 cái này nha anh em. Mã số 10 350 nha anh em. 350k.
Rồi mình lên kiềm túc dây điện cho anh em nha. Đây là kiềm túc dây điện nha anh em. Có mấy cái bị rớt cán rồi anh em. Bốn cái rớt cán. Đủ loại size nha anh em, dài ngắn gì có hết nha anh em. Đó. Rồi. 10 cái nha anh em, 10 cái. Tất cả là còn hoạt động bình thường hết nha. Mình ngâm dầu rồi anh em về chỉ bỏ dầu vào rồi đánh cáp cho nó đẹp một cái rồi làm cho nó nhẹ là ok nha anh em. Như cái này thì nhẹ rồi. Đó, như cái này thì nhẹ rồi. Có cái thì nó hơi cứng một tí nha anh em, nhưng mà vẫn hoạt động hết nha. Đó, chứ nó không cứng ngắc luôn. Đấy, cái này dán giấy. Đây. Đó. Rồi, 10 cái này. 350 luôn anh em, mã 11 nha. 350. Rồi, mình lên cái này cho anh em. 190k. Đây. Cái này anh em. Đầu này dặn ra vô tư nha. Đó. Đó. Chặn vào. Đây. Một cái này. Cái này á thì còn rất đẹp luôn mà mất một cái răng bên đây. Đó, bên đây là nó mất một cái răng nha. Đó. Về lấy cái bên này bỏ qua cũng được. Đó. Rồi, hai cái. Và hai cái như thế này và một cái như thế này. Đây. Cái này còn rất là đẹp luôn. À, rất là khít luôn nha anh em. Đó. Ok luôn nha. Đó, cái này nói chung là tất cả hoạt động hết nha anh em. Đó. Tất cả là hoạt động hết. Rồi, một cái như thế này. Rồi, cái này là mã số 12, 190k. Rồi, mình lên mũi khoan cho anh em nha. Đây là mũi khoan nha anh em. Mũi khoan xét. Mình xếp ra cho anh em xem luôn nha. Có từ nhỏ đến lớn. Điện 110. Ổ điện đây nè. Ổ điện đây lấy ra thử. Hàng này mình không bảo hành nha. Mình không bảo hành cũng không đổi trả. Vì nó là hàng cũ. Đó, cứ cắm điện này, điện này, ổ điện này. Cắm vào thử. Bấy nhiêu mũi khoan sát nha anh em. Anh em về vệ sinh, có mũi thì nó đẹp. Còn có mũi á là nó bị cùng cái đầu nha. Anh em về mài lại nha. Đấy, bấy nhiêu mũi khoan. Đấy là mình đếm nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21 cái nha anh em. 21 cái là từ mũi khoan 6 đến mũi khoan mười mấy đây luôn nè. Đây là mũi khoan... từ mũi khoan 6 đến mũi khoan này là mũi khoan 16 nha anh em. Cái đây mũi khoan 16 nha anh em. Đó. Rồi từ 6 đến 16. Cái này là 13 hay 12 gì nè. Đấy. Là 21 mũi. 21 mũi này. À, mũi khoan sắt nha anh em nha. Đấy. Cái này á, là tất cả là hoạt động nha anh em. À, còn đẹp nha. Cái đầu nó là có đầu á, là nó va chạm với đồ nghề á, là nó hơi bị cùng nha. Có đầu thì xài rất là ok, còn có đầu nó hơi cùng anh em về mài lại nha. Rồi, mã này mình để cho anh em là 250k nha anh em. Đó, tính ra thì mình chưa tới 10.000, nếu mình bao ship nữa chưa tới 10.000 một mũi nha anh em. Đó, mình bao ship nữa là chưa tới 10.000 một mũi. Đấy. Rồi, ok anh em. Mã này mã 13, 250. Rồi, mình lên cho anh em tiếp mã này nha. Mã này là mã 14 nha anh em. 250k luôn nha anh em.
Đó. Thì mình tất cả mũi khoan là xài bình thường, nhưng có đầu là nó còn bén, còn hoạt động ok, còn có đầu là nó va chạm đồ nghề, nó bị mòn, nó bị cùng một tí hay là nó mẻ một chút, anh em về mài lại nha để xài. Rồi mã này là mã 14 này, 250k này, cho bao nhiêu mũi khoan này, 2 này, 4 này, 6 8 10 12 14 16 18 20 cái nha anh em. Đấy, mã này là 20 cái mũi khoan. Đấy, thì trong này đã có một cái mũi bán vít nha. Đó, bán bằng máy bán vít nha anh em. Thì cái mã này là từ mũi khoan 6 cho đến mũi khoan, đây là mũi khoan 16 luôn nha anh em, bằng cái mã kia luôn nha. Rồi, mình lên mã 15 cho anh em nha. Mã 15. Đó, mình xếp hết như thế này để anh em thấy được cái đầu của nó như thế nào nha. Đó, tổng cộng 10 cái xà cầy từ lớn đến nhỏ nha anh em. Mình đo cái dài nhất nha. Cái dài nhất là 45 nha anh em. Cái ngắn nhất trong đây á, cái dài nhất 45, cái ngắn nhất là 16 nha anh em. Rồi, 10 cái này 190k. Quá rẻ anh em ơi, quá rẻ luôn nha. Đó, 190k 10 cái thì tính ra có 19.000 một cái thôi. Quá rẻ luôn, anh em chuyển khoản đủ mình bao ship thì tính ra có 14-15.000 một cái thôi. Đó, mua ở đâu ra nữa anh em. Mình bỏ sỉ vào khắp nơi. Rồi, mình lên mã này là mã 17 nha anh em. Mã 16 nha anh em. Mã này là mã 16 cho anh em nha. Mã 16 190k nha. Cho một đống tô vít này nha anh em. Tô vít này là có tô vít đóng có nha. Đây, tô vít đóng này. Đó, đây tô vít đóng này. Còn để tí nữa mình đếm thử bao nhiêu cái tô vít đóng nha. Bây giờ trong này á, là có dài, có ngắn, có cộng, có trừ nha anh em. Đó, có ba ke, có dẹp nha. Rồi, bây giờ mình đếm nha anh em. Một nè. Đây, dài nè anh em. Hai nè. Ba nè. Mình dơ lên màn hình anh em thấy nha. Bốn nè. Năm nè. Sáu nè. Bảy nè. Tám nè. 9 nè. Tôi viết đảo chiều đó anh em. 10 nè. Đó, đảo chiều nè, rút ra nè. Đó, dẹp nè. 10 nè. 11 nè. 12 nè, tôi viết đóng. 12 nè. 13 nè, hồ lô nè. 14 nè, hồ lô luôn nè. 15 nè. Ba ke. 16. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Rồi, 26 27 27 cái và 28 50 nữa là đủ chú. 50 nữa là đủ. Đây, 28 cái và bấy nhiêu cái tô vít đóng nè anh em. 2 4 6 8 10 11 cái nữa. Đấy, 11 cái tô vít đóng nữa, 28 với 10 là 38, 39 cái anh em. Tổng cộng là 39 cái tô vít nha. Là mã này, là mã 16 190k, cái rổ này quá rẻ anh em ơi. Mình lỡ rồi, sau lựa mấy cái này là không có bỏ vô. Cái đó bán 30-40 ngàn một cái luôn. Cái gì hết rồi. Tao lấy tạm cho chú, cho chú hết rồi, cháu cũng biết được. Hết rồi.
mua hàng mà bấy nhiêu đó mà hết rồi. Rồi anh em ơi, mình lên tiếp nha. Mã này nha, mã 17 290k, đo 190k nha anh em. Cái này là 190k nha. Đây anh em, mã 17 190k nha. Ở trong này là tô vít đóng nha anh em. Trong này là tô vít đóng. Đây, có 2 cái, 3 cái. Có 3 cái là không đóng nha anh em. Có 3 cái không đóng nha. Để mình đếm cho anh em nha. Cái này là 1 này. Cái này là 2 này, cái này là 3 này. Đấy. 1 này, 2 này, 3, 3 cái này là không đóng này. Còn toàn là tô vít đóng nha anh em. Có dài, có ngắn, có cộng, có trừ nha anh em. Đó, anh em xem nha. Đó. Rồi, mình đếm nha. 2 4 cái này đã. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 cái nha anh em. Mã 17 17 cái tô vít luôn, 190k. Tô vít đóng. Rồi mình lên mã 18 cho anh em là 3 cái bơm mở nha anh em, 3 cái bơm mở. Đấy, mình lột mình xoay qua đây cho anh em dễ thấy. Một cái bơm mở lớn. Có đầu luôn nha anh em. Đấy, hết mở rồi anh em à. Cái này á, nó hết mở rồi nha. Đây, mình bơm nó vẫn lên này. Đó, anh em thấy nó xịt lên không? Đó, nó xịt lên này. Đó, anh em thấy nó xịt lên không? Đó, nó hoạt động bình thường nha, nhưng mà nó hết mở trong đây. Đó, một cái này. Đó, anh lấy cái gì chui cái mở này, anh bơm ra nó xịt. Đây, một cái. Cái này là hai nha, hết mở nha anh em. Đó, nó hoạt động bình thường nha anh em, nhưng mà nó hết mở đây. Đấy, mình bơm nó vẫn xịt lên này, anh em thấy không? Đây, để mình bơm mình nó ráng nó lên được một tí nào đó. Nó lên. Hết mở rồi anh em. Sạch sẽ luôn đây. Anh em thấy nó lòi mở lên này, anh em thấy không? Đó, hai cái này. Cái này nữa. Đấy. Hết sạch luôn rồi. Không còn chút nào luôn. Đó, ba cái nha anh em. Ba cái như thế này. Đấy, ba cái này. Rồi, mã 18 190k cho ba cái này. Rồi, mình lên mã 20 nha. Mã 20 là cưa nha anh em. Nó gồm có là cưa như thế nào? 19. À, quên mã 19 nha anh em. Mã 19 nha anh em. Đây, mã 19 190k cho cưa nha anh em. Đây là cưa. Đây, mình xếp ra cho anh em xem này. Đây, một cái cưa cán sắt như thế này nha. Đó, có đầu neo hết nha anh em. Tất cả là có đầu neo. Ui dù, ốc này mày không rớt rồi. Tất cả là có đầu neo hết nha anh em. Đầu neo của lưỡi cưa hết nha anh em. Đây, đầu neo nó có đầy đủ hết nha anh em nha. Đây, đầu neo nó có hết nha anh em. Đó, đầu neo cưa có hết nha, lưỡi cưa có hết nha, một cái này. Đấy, đây là bằng sắt nha anh em. Hai cái này. Cái đầu ở đâu rồi? Rớt rồi, bỏ lại cái này chứ sao về sao dùng. Đó, tháo cái đó bỏ qua. Đây, đây cũng có đầu neo luôn nha anh em. Rút ra. Đây anh em, đầu neo nó có hết nha. Đấy, đầu neo trên dưới có hết nha. Hai cái bằng sắt nè. Tháo cái này ra thôi. Để đó, tháo cái này ra thôi. Đóng chi. Okay. Đầu neo đầy đủ hết nha anh em nha. Đó, tất cả là có đầu neo hết. Cái nào cũng có đầu neo. Đầu neo lưỡi cưa đó anh em. Chứ không có là về anh em bỏ không được. Mà anh em bán lại cũng không xong luôn. Dùng cũng không được luôn. Mình phải lựa đàng hoàng cho anh em hết nha. Đấy. Đây anh em, một cái đây nữa là ba cái nha. Đầu neo đầy đủ nha anh em. Đó. Là ba cái này. Cái này là bốn cái nha anh em. Cái này là bốn cái đều có đầu neo hết nha. Thôi nên anh đổ cái này đi, cái chân này lớn bỏ cái này không vô. Nè, tự tháo cái này. Tháo cái này bỏ qua đây luôn. Đó. Rồi đây là ba cái nha anh em, ba cái cưa sắt nha, có đầu neo nha. Và cái đây là bốn cái cưa sắt nha. Đấy, cưa sắt cán gỗ. Đấy, có lưỡi cưa luôn. Là bốn này. Cái này là cán nhôm nha anh em. Cán nhôm có lưỡi cưa luôn nha. Đấy. Là 5. 5, cái này là 6. Không có lưỡi cưa nha anh em, có đầu neo chứ không có lưỡi cưa nha. Đấy, là 6. 6 và cái cưa lọng như thế này có đầu neo luôn nha. 7.
đây 8, có đầu neo hết cho anh em. Này là 9, 9 nha anh em. Rồi 10, đó 11, đó 12, một cái cưa như thế này, 12, 13, đó, và một cái kia nữa là 14 nha anh em. Đó, tổng cộng là 14 cái. Quay ngược đấy, rồi sơ thôi. Rồi. Tổng cộng là 14 cái cưa 190k nha anh em. Đây. Đây mình bỏ đầu neo vô cho anh em đàng hoàng hết nha. Đây. Đầu neo đây đầy đủ nha anh em. Rồi, 14 cái cưa 190k nha anh em. 190k cho mã này. Mã này là mã số 19 nha anh em. Số 19 190k. Rồi mình lên mã 20 cho anh em nha. Đây là mã 20 nha anh em. Đó thì cái mã 20 này là một rổ kéo nha anh em, một rổ kéo. Đây. Đấy, một rổ kéo luôn. Kéo rất là ok luôn nha anh em, để mình test cho anh em xem nha. Đây, một rổ kéo nha anh em. Kéo này là mình đã lừa hết rồi. À, những cái mà nó gãy nè, nó nứt, nó cong, nó gãy cán thì mình vứt qua phế liệu hết nha. Còn cái này là tất cả là đẹp nha anh em. Trong này là 60 cái nha. Tổng cộng là 60 cái. Cái mã đâu anh? Đây hả? Đây mã 20 nha anh em. 190k. Mã 20. 190k cho 60 cái. 60 cái khi mình cho gói hàng mình kiểm tra lại đúng 60 cái cho anh em nha. Đấy. Thì tất cả trong đây là 60 cái mình sẽ kiểm tra đàng hoàng cho anh em nha. Kéo rất là bén luôn anh em. Đó anh em thấy không? Nói chung là đã ok rồi. À, mình đã lựa rồi anh em. Đó. Cái nào cũng như cái nào nha anh em. Đó. Rất là bén luôn. Đó. Rất là ngọt luôn nha anh em. Đó, mình cứ bóc đại lên. Mình cứ bóc đại mình cắt thôi nha. Chứ mình không có lựa rau đâu nha anh em. Đó. Rất là bén luôn nha. Đó. Rồi. Một rổ như thế này có nhỏ có lớn nha. Có dài có ngắn. 60 cái kéo. Rồi mã 20. 190k nha anh em. Đây. Rồi mã 21. Rồi mã 21 là một bộ cờ lê đầu dòng đuôi chuột nha anh em. Đây, mình xếp như thế này anh em nhìn thấy rõ luôn nha. Đó, rồi mình đọc thông số cho anh em xem nha. Đó. Một bộ cờ lê quá đẹp luôn anh em à, một bộ cờ lê quá đẹp luôn nha, mình đọc nha. Cái này là 19 nha anh em. Cái này là 19. Cái này là 21 nha anh em. Cái này là 26. Cái này là 30. Cái này là 32. Và cái này là 36. Cuối cùng là 36 nha anh em. Quá đẹp luôn anh em à. Anh em thấy quá đẹp luôn nha anh em. Rồi bộ cờ lê này là mình đã vệ sinh rồi anh em à. Mình vệ sinh rồi. Rồi 290k cho 6 cái nha anh em. Mã 21 290k. Rồi mã 22 nha anh em. Lên mã 22 cho anh em là đuôi à, đây là đuôi chuột đảo chiều nha. Ui xa. Đây là đuôi chuột đảo chiều nha anh em. Đấy, đây là đuôi chuột đảo chiều à, đây là mã đuôi chuột đảo chiều nha anh em. Đó anh em thấy quá đẹp không? Đã vệ sinh rồi, hoạt động bình thường hết. Đây từng cái một luôn. Đây. Đó. Cái này là 17-21 nè. Cái này cũng 17-21 nè. Đó, hoạt động bình thường hết nha anh em. Rồi, cái này là 21-19 nha, 19-21 nha. 19-21. Cái này là 27-22-27 nha anh em. 22-27 nha. 22-27. Và cái này là 26-32 nha. 26-32 nha anh em. 26-32. Rồi, 5 cái này. Mã 22 290k. Rồi mình lên tiếp một bộ cà lê đuôi chuột đảo chiều nữa nha anh em. Đó. Rồi. Tất cả là hoạt động hết nha anh em. Rồi. Ừ. Anh em về vệ sinh lại, cho dầu mỡ vào nữa là ok nha anh em. Rồi. Đó. Cái này là 17-21 nha. Cái này cũng 17-21 luôn nha anh em.
Cái này là 17, 19 nha anh em. Cái này 17, 19 nha anh em. Cái này rất là khó tìm luôn nha anh em. Cái này rất là khó tìm luôn. 17, 19 nha anh em. Đây. Hoạt động bình thường nha anh em. Rồi cái này là 24, 27 nha anh em. 24, 27. Rồi cái này là 24, 30 nha anh em. Cái này là 24, 30. Đó, hoạt động bình thường. Rồi mã này, mã 23, 290k nha anh em. Rồi mình lên tiếp một bộ nữa là cờ lê đuôi chuột nha anh em. Cái này không đảo chiều nha anh em nha. Đấy, mã này là mã lớn. Đây mã 24 nè, 290k nè. Đó. Nha anh em. Rất là đẹp luôn anh em. Rất là đẹp luôn nha. Rồi để mình đếm cho anh em số nha. Cái này là 23 nha anh em. Cái này 23 nè, là nhỏ nhất nè. Rồi 24 nè. Cái này là 26 nè. Cái này là 30 nè. Đó. Cái này là 32 nè. Và cái này là 32, còn cái này là mình không thấy số đó anh em ơi. 32 mà cái này lớn nha anh em chứ không phải nhỏ đâu nha. Cái này 32, cái kia 32 mà cái này lớn hơn nha anh em. Cái này chắc 36. Bộ này là bộ lớn nha anh em. Bộ này là bộ lớn, mình để cho anh em là từ. ₹350 nha anh em. Rồi để anh em 320k nha anh em. Đây, bộ này là bộ lớn hơn bộ hồi nãy nha anh em. Đấy. Bộ này là 320k nha, mã 24 320k nha anh em. Đó, anh em nhớ mã 24 cho mình là 320. Rồi mình lên cho anh em một cặp. Một cặp luôn, một cặp đội. Đấy. Một cặp luôn nha anh em. Để mình dán cái giấy đây ngược lại nha. Đây. Mã 25 250 cho một cặp đội này nha anh em. Đây. Một cặp đội nha. Đấy. Đang hoạt động bình thường nha anh em, mình dặn tay nè. Đó, mình dặn tay nè. Anh em thấy không? Mình dặn tay nha. Đó, nó xuống nè. Đó. Ok nha anh em. Hoạt động bình thường. Dặn lên là ok luôn nha anh em. Đó, nó lên nè. Đó. Rồi, một cái nè. Cái thứ hai nè. Đây, dặn lên nè. Đó. Hoạt động bình thường nha anh em. Nó đang hoạt động bình thường hết. Đấy. Một cặp này là 250k nha anh em. Đây. Mã 25 250k. Rồi mình lên mã 26 cho anh em. Mã 26 cho anh em là cuốc. Đấy. Cuốc của Nhật nha anh em, cuốc của Nhật. Đấy. Đây, một cái cào như thế này. À, cuốc thì 3 cái, 4 cái. Đây, cuốc. Cuốc bờ ruộng hay là cuốc cái gì cũng được nha anh em, cái này á. Đây. Đấy anh em thấy à. Đấy, để mình đo kích thước cho anh em nha. Rồi, cào và cuốc đây. Cái lưỡi này là tổng dài nó là 29 cm nha anh em. 28 cm, lưỡi này 28 cm. Lưỡi này tổng dài nó là 23 nha anh em. Cái lưỡi này tổng dài của nó là 34 nha anh em. Cái lưỡi dài nhất là 34 nha. Và một cái cuốc này có cán nha anh em. Cái này là 18 năm nha anh em. Còn một cái lưỡi như thế này là 26 chiều ngang này. Chiều cao tổng là 18 năm này. Rồi, một cái cào như thế này. Tổng chiều ngang là 21 này. Chiều cao tổng là 18 này. Rồi, mã này tổng cộng là 6 cái. 6 cái nha anh em. Mã này tổng cộng 6 cái. Mã 26 250. Rồi mình lên cho anh em một bộ mũi khoan bê tông nha. Đấy, khoan bê tông. Mới chưa xài luôn anh em. Đây là mới chưa xài luôn. Một. Đây. Để mình lấy thước kẹp mình đo cho anh em nha. Đây. Cái đây là mã, cái đây là mũi 16 năm nha anh em. Đây, đây là tất cả là đầu gài nha anh em, đầu gài. Đấy, anh em dùng tất cả là đầu gài nha, nó giống như là máy bốt á. Anh em nào mà có cái máy như thế này là vào việc ngay nha. Cái này mua thị trường rất là cao nha anh em, rất là giá cao. Cái này mới chưa xài luôn anh em, dùm từng cái mũi đó nè. Mới chưa xài luôn nha anh em. Đó, cái này là mình đo cho anh em nha.
cái đầu tổng bỏ vào máy này là 17 ly nha, đầu tổng luôn nha anh em. Đó, 17 ly thì trong này có 4 mũi như nhau, 4 mũi này là như nhau luôn nha, cao bằng nhau đấy. Hợp kim chưa có xài là hợp kim còn rất là mới nha, đó chưa xài nha anh em đấy. Rồi thông số đây là nó có ghi là 16 nha anh em, 16 năm nha anh em, thông số đây là 16 năm nha, 16 là số năm nhỏ nữa anh em. Còn cái này là mũi 4 cháu nha anh em, mũi này là mũi 4 cháu đấy, rất là mới luôn nha. Mình đo cái mũi dài nhất cho anh em nha, cái mũi dài nhất là 52 nha anh em, 52. Còn 4 mũi này bằng nhau là mình đo là 30.05 nha, cái này là 30.05 chiều dài, còn cái này là quên rồi này, 52. Rồi 5 mũi này là mã 27, 190k. Rồi mình lên cho anh em là mỏ lết, mỏ lết kiểu như thế này nha anh em, gồm có 5 cái, tất cả là hoạt động bình thường hết nha anh em, dặn lên dặn xuống là ok luôn nha. Đó, đây. Đó, đây, dặn lên dặn xuống là ok luôn nha. Đó, dặn lên dặn xuống là ok hết, tất cả là hoạt động bình thường hết rồi nha anh em. Đó, đó, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Rồi 5 cái nha anh em, tổng cộng 5 cái này. Mã này là 350 nha anh em, mã 28 350 cho 5 cái mỏ lết kiểu này nha anh em. Rồi bây giờ mình lên mã cuối cùng cho anh em nha, mã cuối cùng cho anh em là mã mũi khoan gỗ nha anh em. Nó gồm có là đây, mã 29, 190k. Đây, mình xếp ra cho anh em nha. Đây, nó gồm có những cái khoan như thế này. Không, còn hết rồi mà, để ngày mai khui hàng à. Kéo các tôn của mình lên mấy ngày nay cũng gần hết rồi anh em ơi. Lên mai mình khui hàng tiếp anh em, là nó sẽ nhiều lại nha anh em. Đó, rồi tất cả bấy nhiêu mũi anh em, tất cả luôn nha. Bây giờ mình đếm cho anh em nha, tất cả mình đã lựa những cái đầu mũi khoan này rất là đẹp rồi nha anh em. Đây về chỉ việc xài thôi. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, đúng 20 mũi nha anh em, chưa tới 10.000 một mũi. Mình bao ship nữa thì chắc này chắc còn cỡ tầm 140k. Mình bao ship nữa thì cái mã này còn có 140 thôi anh em à. Đó, vì nó nặng nha anh em. Rồi, mã này là mã 29, 190k. Rồi anh em mình cho mình dừng video tại đây nha, để mình đốt video cho anh em chốt hàng nha anh em. Đấy, rồi ngày mai á là mình khui hàng, mình sẽ quay YouTube cho anh em xem là mình khui hàng như thế nào, nó có những cái gì. Đấy, anh em nào đam mê thì mở video lên coi xem, rồi like chia sẻ kênh cho mình với nha. Rồi, xếp lại đi. Cái bụng hả?